giới thiệu với bạn một dự án ICO có tên là CryptoCoin, hay còn gọi là CCIN. Thì đây là một cái dự án, phần white paper của dự án. Phần đầu tiên là cái nội dung của white paper về cái ý tưởng này, thị trường, market, về cái CCIN token, về cái giải pháp của dự án, roadmap, ICO, về đội ngũ tem và làm thế nào để nó hoạt động. Về cái phần ý tưởng của nó, giao dịch trên cái thị trường điện tử đã trải qua nhiều cái giai đoạn phát triển, từ các sàn giao dịch tập trung đầu tiên nơi hầu hết không có khối lượng lên đến vài hàng trăm nơi có các nhà lãnh đạo doanh thu vượt quá 1 tỷ USD một ngày, thì gần đây Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đã ủy quyền giao dịch Bitcoin tương lai và các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Mỹ. Về cái thị trường đang ngày càng trở nên giống như cái thị trường chứng khoán và hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, một cái trong những cái phân khúc mà nhiều người chơi đặc biệt và những người đi săn không thể tránh được là hoàn toàn không thể tiếp cận trong ngày hôm nay, nó đi về các tùy chọn. Thì tùy chọn là hợp đồng theo người mua tùy chọn lại quyền chứ không phải là nghĩa vụ để mua hoặc bán cái tài sản ở một mức giá định trước trong một cái khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Thì trong trường hợp này, người bán tùy chọn phải có nghĩa vụ bán cái tài sản phù hợp với người mua tài sản từ người mua tùy chọn trong cái phù hợp điều kiện với điều khoản điều kiện của nó. Và cái tùy chọn trong thế giới thói quen được giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán và có doanh thu lớn. Về thông thường thì một bên của giao dịch được đại diện bởi các nhà đầu tư muốn thực hiện một cái lợi nhuận, còn bên kia là muốn đi tìm cái đảm bảo rủi ro của họ. Tại sao thị trường chứng khoán không được tạo trên các thị trường điện tử? Ở đó một số lý do sẽ được xem xét bên dưới. Bây giờ chúng tôi sẽ chỉ vào một cái số trong rất ít những người hiểu tùy chọn là gì, thì đó là cái lý do tại sao có vẻ cái nhu cầu về điều này dịch vụ thấp, thì trong thực tế nó là rất lớn, chỉ những người chơi tạo thành. Về trong cái thị trường bảo hiểm thì CryptoCoin thanh toán cho khách hàng bảo hiểm từ các khoản bảo hiểm đã thu được trước đây. Nếu không có sự kiện bảo hiểm nào thì trả bởi khách hàng, thì thu nhập của công ty trên cái thực tế đây là cái tùy chọn lớn được đề cập. Tuy nhiên, không thể nhầm lẫn một số lượng lớn số cái khách hàng không hiểu và không muốn đối phó với các tùy chọn, thì CryptoCoin bảo hiểm đã ra một cái giải pháp về cái ý tưởng trong hầu hết tất cả những trường hợp. Thì đầu tiên tham gia vào thị trường được đặc biệt về cái market volume, nó đạt từ 1-5%, từ 50-250 triệu USD một ngày và 10-20 triệu tỷ trong cái phần volume. Về cái bảo hiểm CryptoCoin nó ra mắt thế giới, trao đổi tiền điện tử tùy chọn ngày đầu tiên trong cái CryptoCoin tạo cái bảo hiểm, công ty lựa chọn địa điểm bảo hiểm rủi ro. Về cái CCIN token, nó chạy trên cái nền tảng ERC20, thì tổng cung của nó về cái Tulliver nó đạt 50 triệu USD một ngày và 15 triệu một tháng, và 30% của cái 5 tỷ một tháng này để mua lại. Về cái roadmap của dự án thì quý tháng 2 năm 2018 nó bắt đầu tạo khái niệm về phong trào bảo hiểm của cái thị trường bảo hiểm tiền điện tử và CryptoCoin bảo hiểm này, thành lập nhóm dự án nghiên cứu thị trường, xác định cái lợi thế cạnh tranh và bắt đầu chuẩn bị cho ICO và cái liệt kê token CCIN và danh sách tiền điện tử trao đổi về khởi động trao đổi tùy chọn với 5 loại tiền điện tử, bắt đầu bán bảo hiểm cho sự tăng trưởng giảm của thị trường và thêm 3 cái rủi ro mới, doanh thu hàng ngày 10 triệu USD, thêm 2 tiền điện tử mới vào số trong số 10, doanh thu hàng ngày đạt 50 triệu USD. Về cái chương trình ICO, 75% nó sẽ dành cho chiến dịch ICO này, 18% dành cho đội ngũ tem, 5% dành cho main store, 2% là dành cho chiến dịch bounty. Thì một token sẽ còn một Ethereum sẽ mua được 3.000 cái token CCIN. Subcap của dự án là 5 triệu đô, hashcap là 10 triệu đô. Về phân bổ quỹ thì 50% dành cho việc phát triển, 15% dành cho chiến dịch marketing, 5% dành cho chi phí pháp lý và 5% dành cho chi phí hoạt động, 25% dành cho cái phần quỹ dự trữ. Về ICO, 2 phần là bounty, 30% dành cho cái chiến dịch chữ ký, 30% dành cho cái chương trình content, 25% dành cho social network và 15% dành cho chiến dịch generation. Về đội ngũ tem của dự án, đây là CEO của dự án Dennis Sembin, đây là CTO Maxim, đây là người quản lý cái phần trading. Thì đó là cái thông tin về dự án CryptoCoin CCIN. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.